Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký, quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube. Vào hôm ngày, ngày 28 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ đồ thời Lanh tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc biết về các cái sản phẩm hoành phi câu đối và trong chuỗi video đồ thờ cúng tâm linh để cho quý khách tiện theo dõi các cái list và các cái danh sách phát của các cái video về đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ, dát vàng 49 cũng như thép vàng Đài Loan. Hôm nay tôi có chia sẻ đó là một bộ hoành phi câu đối loại đặc biệt. Đây cũng là một đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Hưng. Anh đang sinh sống tại ở chợ Cồn, Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Và trong các video clip trước, tôi có giới thiệu đó là quy trình làm về hàng mộc cũng như quy trình dát vàng Bốn con chín lên uh, chất liệu đó là bộ hoành phi uh, làm từ chất liệu gỗ vụ Và hoàn thiện đó là sơn uh, PU cánh dán bóng M50 Và đúng kích thước chuẩn của bộ hoành phi câu đối thì bây giờ chúng ta cùng đi vào các cái đường nét chi tiết Tôi cũng giới thiệu và báo lại một lần nữa kích thước cho quý khách trên toàn quốc được biết Vì không gian cái phòng thờ của nhà anh nó rất nhỏ Và kích thước của bức hoành phi trên hình các bạn đang xem chiều dài là 1m55 cm chiều rộng là 61 cm bên trong có lồng một chiếc cuốn thư và được chạm khắc đó là ba chữ Đức Lưu Quang và thường chữ Hán Nôm chúng ta đọc từ bên phải sang và nếu tính từ trên xuống đó là quy cách đọc về chữ Hán Nôm và ba chữ Đức Lưu Quang này là không có bản phụ đề tiếng Việt phía dưới mà lại được khắc ở phía sau và có hai thang én chia làm ba khoang để khắc ba chữ Việt ở phía sau tấm hoành phi. Bức hoành phi này có khuôn tranh dày 7 phân, bản rộng 10 phân và tấm ván dày bên trong đó là độ dày 3 cm tức là 3.0. Và tiếp theo đến câu đối. Câu đối với phải. Cơ sở điêu khắc đó là Đức Thừa Tiên Tổ thiên niên thịnh để đối với vế trái đó là phúc ấm nhi tôn bách thế vinh toàn bộ mặt của chữ nho hay còn gọi chữ hán ôm được cơ sở đồ gỗ đồ thời hiền lanh thép vàng toàn bộ đó là dát vàng chín chín bốn con 9 hay còn gọi vàng 24 k và giá vàng thì được cơ sở tính theo thời điểm vàng sgc cũng như hay là vàng bảo tín minh châu hay là theo giá vàng của thế giới để chúng ta tính ra để làm đúng cái công thức vàng và để báo giá được cụ thể nhất thì quý khách liên hệ theo hai số hotline trên màn hình 098688349 hoặc 0985 0985226684 mẫu hành phi câu đối đây cũng được coi là mẫu bán chạy nhất và thịnh hành nhất trên cái tab thịnh hành trên youtube cũng như trên website và trên các cái trang mạng xã hội và hiện nay thì nhiều cơ sở đang chờ đoán các cái siêu phẩm từ cơ sở đồ gỗ đồ Thời hiền lanh đưa lên và sau đó sẽ sao chép copy và các cái bản copy thì không giống bản chính được để quý khách lưu ý và quý khách có thể chọn được mua hàng tại cơ sở đồ gỗ đồ Thời hiền lanh làm vàng uy tín tại tỉnh nam định cơ sở đồ gỗ đồ Thời hiền lanh nằm tại làng nghề la xuyên xã yên ninh huyện ý yên tỉnh nam định quý khách ở gần có thể về trực tiếp tại cơ sở để xem các cái sản phẩm mà chúng tôi đã thi công hoặc quý khách có thể bỏ ra từ 5 tới 10 phút xem các cái video clip đồ thờ cúng tâm linh trên YouTube của cơ sở đồ gỗ hiền lành thì quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về trực tiếp tại cơ sở câu đối với trái được điều khắc đó là phúc ấm nhi tôn bách thế vinh và ý nghĩa của bộ câu đối này được dịch nghĩa như sau là tổ tiên chúng ta để lại rất nhiều công đức từ kiếp trước thì con cháu sẽ được hưởng vinh hoa phú quý ở kiếp này. Tổ tiên mà tích được nhiều công đức thì muôn đời được thịnh vượng và con cháu thì được hưởng các cái vinh hoa phú quý thì rất là nhiều. Và các cái bộ chữ bạch thế vinh này cũng đang được nhiều người dân lựa chọn để thay thế cho các cái bộ chữ Hán Nôm đó là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh và các cái mặt chữ đều được dát vàng 9999. Và xung quanh phần diềm câu đối là có sen kẽ các cái cây tứ quý bốn mùa tượng trưng cho xuân hạ thu đông đó là các cây tùng cúc trúc mai và phía bên trên câu đối đó là hai chú rơi rơi đang ngậm các cái giải đồng tiền cũng được dát vàng 49. Theo như yêu cầu của gia đình và bức cuốn thư bên trong, toàn bộ rát bút và kiếm, kiếm là tượng trưng cho sức mạnh của bên uh, quan võ và bút thì tượng trưng cho sức mạnh của các cái nho giáo, đạo giáo. Đó là hình tượng của bút và kiếm ở trên chiếc cuốn thư và ý nghĩa của ba chữ Đức Lưu Quang, ý nói uh, người tổ tiên đi trước mà có đức độ thì sẽ được tỏa sáng và lưu truyền mãi về sau này. Cho con cháu được nói theo Đó là bộ ba chữ Đức Lưu Quang Được sử dụng tới 99% Và video này đang được quay trực tiếp Tại cơ sở đồ gỗ Yên Lanh Cơ sở 6 nằm tại đường Đồng Tâm La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên Nam Định Hiện nay cơ sở đang hoàn thiện rất nhiều Các cái đồ thờ cúng cũng như đồ gỗ Phòng khách để bàn giao tới Tất cả quý khách hàng trên toàn quốc Để chơi trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Sắp đến và cơ sở đồ gỗ đồ thành lanh sẽ bàn giao sớm nhất các cái sản phẩm đã hoàn thiện bóng bẩy đẹp đẽ để cho tất cả quý khách hàng được sử dụng trong dịp tết cũng như là về sau này và về ưu điểm của vàng ta khi rát lên bề mặt khi chúng ta thở cúng thì các cái khói hương nó không bị ám vào cái mặt vàng còn nếu là vàng đài loan thì nó sẽ ám rất là nhanh đó là điều đặc biệt về vàng 24k quý khách có nhu cầu rát vàng thiết vàng tại gia quý khách có thể liên hệ theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684 cơ sở đồ gỗ Lanh có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng và cung cấp các cái nguyên liệu giát vàng thì quý khách cứ liên hệ trực tiếp qua zalo 0986 883349 thì cơ sở sẽ tư vấn và báo giá miễn phí cho quý vị cảm ơn tất cả quý khách đã